Good morning, oh yeah, oh yeah. Noel sắp đến rồi. Xin chào cả nhà. Anyway, chỉnh lại cây. Sao ảo vậy? iPhone mới đẹp quá, thấu hình quá tuyệt vời. Yeah, hôm nay trời rất nhiều mây, lạnh như nước đá, lạnh như trong ở tủ lạnh vậy đó. Mình đợi đổ xăng buổi sáng cho nó dễ dàng, mình không có thích bon chen đông đúc quá, mình cũng không thích. Sáng sớm tấp vô đậu đổ xăng cái là xong đi dễ dàng. Hôm nay là thứ hai rồi, chủ nhật là sẽ là ngày Christmas, Noel, ngày lễ của những người đạo tôn giáo, với tôn giáo mà là những người đạo Christian. Christian là tiếng Việt Nam dịch ra sao ta, xíu ẻo gì đây vậy không, cũng còn xéo vậy rồi thôi kệ. Nhưng mà nó một cái ngày lễ rất là thịnh hành, ai cũng dù một người ta không có đạo, hoặc là người ta không tin đạo, tin Thiên Chúa hoặc là về Giê-xu gì đó, thì người ta vẫn có cái sự nôn nao, có cái ăn mừng. Mình chỉ thấy khi nào mà những ngày lễ cuối năm như vậy nó có cái không khí ngộ lắm, vừa vui vui vừa buồn buồn. Mà hồi đó giờ mình thấy cái nôn nao nhất là chờ đến cái ngày trước ngày Noel, nó gọi là Christmas Eve, thì là mình thấy nó vui. Cứ đến ngày Christmas Eve mình cũng rất là vui lắm. Hồi đó kìa, bây giờ nói thôi giờ cái gì cũng trắng. Ít ra cũng có một cái tụ họp, không có nhậu nhẹt party hay là gì thì cũng có cái tụ họp hay là gì đó. Rồi sau này khi mà mình có gia đình rồi thì là tụ họp gia đình, rồi con cháu trời ơi nó đầy đúc. Mỗi nhà mình có 8 anh em, mọi người một đứa con, hai đứa con, tụ lại mấy đứa nhóc nó vui lắm, thấy hạnh phúc vui sao. Nhất là lúc là mình có đứa con gái đầu lòng á, vui lắm, lo cho nó chạy tung tăng trong lòng, thấy nó hạnh phúc làm sao á. Cái tự nhiên tới bây giờ cái mình cũng nôn nao chờ Noel, nhưng mà đến chờ gì, chờ đến rồi cũng có gì hết. Như người ta có đạo thì tới ngày đó người ta đi lễ cầu nguyện này kia nọ, mình thì không có tin đạo gì, mình không tin. Dù mình gốc nhà mình là đạo Phật, đạo Phật gì, nhưng mà mình nghĩ là cái nguồn tin là tự người ta đặt ra thôi, chứ còn Chúa Trời đâu mà ra, làm cho người ta phải có cái sự nghĩ là có cái gì cao hơn mình, phải không? Cái niềm tin mỗi một cái thế giới, mỗi một nguồn, mỗi có người niềm tin, rồi cuối cùng họ không ưa nhau. Mình chỉ có một cái thấy khi mà đến mùa Noel rồi, người ta có vẻ tử tế hơn vậy thôi. I don't know. Hai cái mà mở miệng ra nói là hay bị quýnh lộn nhau đó là về chính trị và tôn giáo, đạo giáo này nọ rồi đó. Hai cái đó nhiều khi mình cũng tránh lắm, nhưng mà không có tránh nổi trong cuộc đời mình. Hai cái đó nó đều là rất là ảnh hưởng mạnh trong cuộc đời của ai vậy hết. Hey, anyway, theo cái đà này á, thì mình nghĩ Noel chỉ có con gái nó về thăm vậy thôi à. Bây giờ mình có cái quyết định là một là dẫn hai đứa nó đi chơi chung lên trên tuyết, chơi một ngày hai ngày cho nó có cái vẻ tạo kỷ niệm á.
ngại nhất là cái xe mình lên tuyết sợ không xong rồi kẹt, nếu như mà bão tuyết kẹt ở giữa, khi mà kẹt giữa trên đỉnh núi là thôi chắc khổ dữ. Đó giờ mình có bị kẹt cái nó không bị kẹt mà chỉ có rất là chậm thôi. Thế là hôm đó mình nhớ năm nào đó mà đi với mấy bạn lúc đó còn đang học, nghỉ cũng nghỉ winter break nè, rồi đi cái đi lên trên đó quýnh bài. Trời ơi, hồi lúc học sinh nghèo chết mộ luôn, có nhiều tiền, đứa chừng có 200-300, 500-600 gì đó là cao. Hầu nhau đi bốn đứa đi lên trên trên cái sòng bạc ở trên Reno đó, gọi là Reno. Nam là Reno. Thì trên đó nó có giống như cái Las Vegas nhỏ vậy đó. Thậm chí cái tên của nó là Little Biggest City in the World, là cái thành phố nhỏ mà lớn nhất thế giới, tại vì nó có cái vẻ rất là thành phố rất là nhỏ nhưng mà nó rất là nhiều, rất là đông đúc người ta đó, tại vì cái sòng bạc không, ban đêm thì cũng đèn bóng đèn này đẹp lắm, nhưng mà không có bằng Las Vegas thì nó quá to đi. Anyway, đây nó gần hơn, hồi đó thì đi nó dễ hơn là đi Vegas xa quá. Thì lúc mà đi á cũng không có cái để ý tới thời tiết lắm, nhưng mà khi đi lên tới gần tới đỉnh núi rồi đó, tuyết quá trời, trước tới xuống quá trời luôn, là nó bắt buộc phải xe phải buộc dây xích vô. Nó có cái loại dây xích là nó bao lại cái bánh xe ra nặng mình chạy không có bị trơn á. Thì đi đâu có mang theo đâu, đâu có mua, phải có mấy đứa nó làm việc dọc đường á, thì nó mình trả nó, nhớ hồi đó thời lâu lắm mà nó trả đến 120, nó gắn dây cho mình luôn, dây xích nó bán dây xích rồi nó gắn lại cho mình là 120, buộc phải mua thôi. Lúc đó mình không mua thì mình kẹt ở đó lại đâu đi đâu được, buộc dây xích vô xong rồi mới được cho đi tiếp, mà đi rất là chậm luôn, chậm từ từ chạy chừng có 5 mai mà cứ ngừng lại hoài luôn. Qua một cái đỉnh núi đó khoảng chừng 10 mai đó, mà nó rất cả ngày trời luôn á, 4 tiếng đồng hồ mới qua khỏi cái đỉnh, nó về xuống tới cái thành phố Reno là nó tối hù rồi. Yeah. Nhưng mà khi ra ngoài nhìn đẹp lắm, có cái nó rất là lạnh, cho nên năm nay mình cũng muốn đi chơi với mấy đứa, hai đứa con mà cho nó vui mà nó biết sao nữa. Để coi đây, mình phải canh cái ngày mà nó không có tuyết rơi á thì mình đi chơi được. Trời ơi, nói lái xe trong tuyết cực lắm, nguy hiểm là một, hai nữa là nó lạnh mà xe tốn xăng, xe cứ đậu hoài chạy nó kẹt xe đó. Anyway, thôi để coi tới đó tính sao. Bây giờ mình đi thăm mẹ già vài tiếng đi, phải tạm chào nha. Đây, trước khi vô thăm mẹ già, mình cho các bạn nhìn thấy bên ngoài nó như vậy này. Trời rất là nhiều sương mù, trên những cái mái nhà nó có những cái tuyết, cái tuyết mà là đông đá đó, bị trời lạnh quá nó xuống, sương nó xuống nó đông thành cái nước đá. Xe đậu ngoài nó bị tuyết cái trên mui hết, không phải tuyết nữa, đá, băng đá. Thôi vô thăm mẹ già vài tiếng.